Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng nhỏ bé của mình đây các bạn. Ok, đây là cái thành phố nhỏ bé đáng yêu và dễ thương của mình luôn. Nà nà nà, xem nào, mình đang đi thu hoạch thức ăn và vàng. Hôm nay mình sẽ có một cái chú tướng, một cái con rồng mới luôn, để làm video cho các bạn xem về cái chú rồng mới của mình. Ồ, còn cái con này nó tập tạ các bạn. Con này mình cho nó tập tạ và nó tập gần xong rồi. Còn khoảng 40 phút nữa là chú ấy sẽ tập tạ xong. Và sau khi ấy chú ấy ra, chú ấy sẽ có một cái sức mạnh phi thường. Ok, và bây giờ mình sẽ làm về cái chú rồng mà. Đây, một cái chú rồng rất là đáng yêu và dễ thương. Nhỏ bé xinh xinh. Ok, chú rồng này là cái chú trái ớt các bạn. Cho chú ấy, để mình cho chú ấy bự lên cho các bạn xem nha. Ba la cana xíu muội. Bự lên chút xíu rồi các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ cho chú ấy bự hơn xíu nữa nào. Bùm. Ok, đây là trái ớt. Trái ớt rất là ngầu luôn. Ok, mình cho nó level 11 đi. Mình sẽ dắt cái trái ớt này đi quánh cho các bạn xem cho vui. Ok, đó là một cái chú rồng mới của mình. Đây, chúng ta sẽ quánh ở cái cửa này. Khi mà quánh xong cái trận này, chúng ta có thể được bao nhiêu? Nó đòi hỏi phải có một con là đinh ốc với băng. Kết hợp một con đinh ốc với con hệ băng các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta thiếu rồi. Thiếu cái chưa có cái con đó hay sao ấy. Hay là do mình cho nó đi xây nhà rồi nhỉ. Cũng có thể là do mình cho nó đi xây nhà rồi cho nên không có thấy được. Ok, và bây giờ mình sẽ đi leo núi cho các bạn xem tiết mục leo núi. Mình leo tới 1.500 điểm rồi. Ok, một con số không hề nhỏ luôn. Đây, mình sẽ cho cái chú ớt hiểm của mình đi leo núi coi nào. Chú ớt hiểm đáng yêu và dễ thương đâu rồi. Đây, chú trái ớt của mình đây. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu nào. Action. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok. Đây là con rồng cấp E của mình. Rất là ngầu luôn các bạn. Ok, tuyệt chiêu của chú ấy làm mà cái chú này mất cả khúc máu. Và bây giờ chú ấy quýnh mình lại thì mất cũng có nhiều đâu, quá ít. Không nhầm nhò và thấm thế gì. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái trái ớt của mình. Đây, trái ớt của mình đây. Trái ớt của mình có tuyệt chiêu lửa. Khắc kỵ được nước luôn. Hãy xem tuyệt chiêu của chú trái ớt nào. Thì ra là vậy. Đam lên 4.000 luôn các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Oh my god, nhưng mà gặp cái con này, khoan, bớt giỡn, hên quá. Nó quýnh mình đam ít máu các bạn. Nó mà đam nhiều là coi như mình banh xác rồi. Ok, bây giờ sẽ cho cái chú rồng này ra bảo kê đây. Rồng này là cân hết thế giới luôn. Chú rồng này của mình là 3 sao bạc, chưa lên được sao vàng nữa các bạn. Ok. Cha thời ơi, nó đá một cái gọi là như bom nguyên tử nổ vậy. Nhưng không sao, hãy xem đây, tuyệt chiêu tia laser xuyên tường. Đam ghê vậy. Đam kinh khủng luôn các bạn ơi, đam một phát lên 7.000 mấy luôn. Cha ổi mình nô đam. Rồi, coi như là anh xác định với em rồi đó. Đây, em sẽ lấy cái ngọn cấp E của em ra em quýnh nè. Chiêu đinh ốc đam quá cao luôn các bạn ơi. Nếu như đam cao quá chú này có thể lên đường. Mình biết lắm mà. Đam khủng như vậy thì làm sao mà chịu nổi chứ hả. Ok. Con cấp E, con cấp R. Con rồng của mình, con rồng ở giữa cấp R, con này cấp C. Ok. Tiếp tục cuộc chiến đấu nào. Bây giờ HNT sẽ chiến đấu tiếp đây.
Wow, lại là những con hàng gọi là... Con này hình như nó cũng là cấp cấp C hay cấp R vậy nè các bạn. Nhớ không lầm là vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xài tuyệt chiêu gì đây? Tuyệt chiêu gì đây? Tuyệt chiêu mặt trăng đi. Umba la cana xí mội. Chiêu. Oh my god. Con này giống như nó phổi bụi, nó ra nó làm một phát một là người ta lên đường luôn á. Ô, chiêu đẹp vậy. Chiêu đúng đẹp luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ cho trái ớt ra đi, cho trái ớt ra rồi coi trái ớt có cái chiêu gì đam không. Không có đam. Trái ớt này không có chiêu đam với cái con này. Ok, bắt xe ăn cái cho vui nào. Tấn công lên. Ô, 1.800 các bạn ơi. 1.800 điểm không có cao. Ok. Ok, và bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ mình phải cho cái con này núp lùm thôi. Phải cho nó núp lùm thôi. Không ổn các bạn ơi. Vì nếu như mà quýnh một cái nữa là coi như là nó sẽ bị cái con thứ ba này nó quýnh mình banh xác luôn á. Ok, và bây giờ tới cái chú thứ ba, chú tên Lu. Chú này Lu mới level 10 thôi. Ồ, quánh mình như phổi bụi vậy. Quánh mình mà như là phổi bụi vậy các bạn ơi, không có thấm thế gì hết. Ok, bây giờ cho cái chú này. Ô, cái chiêu mặt trăng lại đam rất là cao đối với cái chú này luôn. Umba la, cana xí mội. Bum. Đam lên 8.000 luôn. Một con số không hề nhỏ. Ok, quá tuyệt vời. Là chúng ta leo là leo núi một cách khí thế luôn, dường như không có gì gọi là có thể ngăn cản được anh ấy. Anh ấy đang leo với một cái tốc độ chóng mặt. Ok, gọi là đang nó đang tìm đối phương cho mình. Ồ, rớt mạng rồi. Ok, và bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu coi nào. Ha ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ... Ok, chúng ta sẽ quánh ở cái chế độ gọi là solo các bạn. Solo. Và bây giờ thì quất thôi nào. Ồ, con này nó mới có level 10 hả? Level 10 mà nó quýnh mình thốn máu thấy ghê luôn. Ok, tấn công nào rồng lửa. Một phát một. Lên đường. Và bây giờ tới cái con Elo Elix. Elo đặt tiếng Anh khó đọc quá. Rồi, mình đổi cái con gọi là cái con cấp mạnh nhất của mình. Đây là cái con cấp E. Ok, con cấp E của mình nó level 15 rồi. Và quýnh khá là thốn luôn. Chỉ mới level 15 thôi nhưng mà máu lên tới 9.100 rồi các bạn. Tấn công nào, quá tuyệt vời luôn. Chỉ một nhát thôi là chú ấy đưa cái con rồng lên đường liền. Và bây giờ tới cái con rồng gì đây? Cái con rồng gì mà nó da xanh lè xanh lét nè. Ok, Umba la xì bồ. Cái con rồng mới của mình này có cái chiêu Umba la xì bồ rất là bá đạo luôn. Có hai cái tay nó rờ rờ và nó ấm ba la, một cái là tem bạn banh sát liền. Victory là một trận thắng nhẹ nhàng nữa đã dành cho tem HNT Channel. Ok, mình đã được 3 viên đá quý nữa rồi. Đó, rất là thú vị luôn. Ok, bây giờ chúng ta quýnh lên với những anh bạn level 24, gọi là những anh bạn cùng đẳng cấp với mình. Đó, rồi chơi với những người cùng đẳng cấp luôn. Ồ, cái gì vậy? Con này hơi bị bá đạo đây. Nó nhảy ra nó quất mình một phát một, nó quýnh mà nó không thèm thông báo luôn chứ. Mày hả bưởi? Bưởi giỡn hả bưởi? Ok, banh sát rồi. Bây giờ tới cái con gì, con dơi hả các bạn? Rồng dơi à. Ok, để mình đổi cái con rồng mà bá đạo của mình, con rồng cấp E ra coi. À, có chiêu đam này. Tấn công nào bạn Hiền. Sút một phát một. Umba la xì bùa gà na xì mùi. Đam lên 8.000 mấy luôn các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Ồ, tới cái con quái này. No đam, ok. Có cùng chiêu với nó.
có cùng chiêu, nếu mà mình sử dụng cái chiêu này là nó sẽ bị mình, nó sẽ kho mà sẽ không gây sát thương được cho nó. Bây giờ mình phải sử dụng cái chiêu khác. Umbala, ô chiêu này là phun lửa các bạn ơi. Rồi là hai con này nó có cùng chiêu nên khó chiến. Ok, bây giờ thì chúng ta sử dụng cái gì đây? Đánh thường đi, mình sẽ đấm thường đánh cái. Umbala biến cái cục này bự ra. Ok, victory, lại một trận thắng nữa rồi. Rồi là chúng ta leo rất là bá đạo luôn. Ok, được 400 điểm, 400 tiền. Này chúng ta quýnh càng nhiều thì chúng ta sẽ có được nhiều cái đá, viên đá màu đỏ đỏ để mua đồ gọi là game. Ok, cái con này là cái con gì mà đúng đẹp luôn á các bạn. Dường như là bây giờ bắt đầu là chơi với những anh bạn cùng đẳng cấp hay sao rồi. Những con này level 15 không rồi các bạn ơi. Mấy cậu này không phải dạng vừa đâu, mấy cậu này cũng là cái dạng gọi là siêu bự bự rồi. Ô, cái con gì mà đẹp ghê vậy. Đúng đẹp luôn. Mình chưa có con đó luôn á các bạn. Nhìn đúng đẹp thiệt. Nhưng mà không sao đây, ổi một phát nào. Lên đường luôn. Ok, đau mình quá khủng rồi. Mấy con này kỳ hại với mình nên mình có thể đàn áp nó được. Xem nào, cái này là không có trên cơ nữa. Chúng ta trên cơ đó, chúng ta quýnh mới ngon. Còn dưới cơ nó là quýnh căng lắm. Ok. Rồi là cái con này của mình level 15 mà bằng nha, muốn bằng máu với cái con rồng mà. Con rồng của mình luôn, con rồng mình là bạc. Được 3 sao bạc rồi. Con này mới có 2 sao đỏ mà máu muốn bằng nhau luôn. Ok, sử dụng chiêu gọi là đinh ốc coi nào. Umbala cana xí muội, ốc đinh đâu rồi. Ok, xong. Quá tuyệt vời luôn đúng không nào. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Na na na. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình lai tạo con gì với con gì thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho mọi người xem. Ok, và bây giờ chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình nha các bạn. Ucha nó sử dụng cái chiêu là cái đấm các bạn. Đấm mình một phát một thốn máu ghê luôn. Đây, để xem cái con này nó có cái tuyệt chiêu gì trên cơ không. Nó không có cái chiêu gì mà trên cơ người ta hết. Nó phải trên người ta quýnh mới đã. Còn dưới cơ người ta quýnh ức chế lắm. Ok, quýnh cho vui cái nào. Peng một cái. Ôi, máu vẫn còn 303. Tại sao nó không chịu banh sát luôn đi cho mình đỡ cực không. Đổi liền. Hãy xem mình phủi bụi đây. Umbala. Bàn tay bự ra. Ok. Mấy con này quýnh nó cũng rất là căng luôn. Con này không phải dạng vừa đâu các bạn. Máu 8200 trong khi mới level 15 mà chưa có sao nào. Con này cũng mạnh lắm đây. Xúc luôn. Không có giỡn với mình được đâu. Nó lấy lửa đốt bốc khói luôn á. Ok, chơi cái chiêu gì vậy chứ hả. Nó quất mình một phát mà mình còn có 888 máu à. Con này không được rồi. Đổi bé này ra bảo kê liền. Dù sao bé này vẫn là máu nhiều nhất trong team hiện tại. Ok, bây giờ tới con rồng rồi. Rồng này chắc rồng mà rồng đá banh các bạn. Ok, con này là con rồng đá banh. Ây da, nó gây sát thương mình bằng cách sút trái banh vào mặt mình. Nhưng mà không sao, hãy xem tuyệt chiêu của mình đây. Lên đường nào bé. Đam lên 7900 luôn. Quá tuyệt vời. Ok, và các bạn xem video đừng quên cho mình một like để ủng hộ tinh thần nha. Ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.